my dinner, my friend. Oh, my house. Mm-hmm. Hello. Hello. I'm doing good. How are you? Yeah, nice to see you. Oh, bye. You have bye, a good bye. One. It's coming that way, too. Go ahead, say it, say it. No cup. Okay, go ahead. You good. Mấy người đâu cũng làm tốt quả luôn không? Mấy yeah. người là mấy được thợ, mấy được phải lâu vô làm bả không? Ở khách hàng của bả đó. Mà em, em ủa ở ở chỗ em qua đây là nhiêu? Ở chỗ em qua nhà bả là làm tốt hết bao nhiêu phút? 5 phút vậy. Chỗ tiệm ha? Dạ. Yeah. Còn ở nhà ra thì xa không? Cây đẹp, cây ở đây là về nói chung đường xá đẹp nè, có cây cối sống với thiên nhiên nè, với thiên nhiên cấu nó với thiên nhiên. Sao nhà đẹp quá. David, what do you say again? Mm. I said that's a pretty house to me. Oh, beautiful. Những căn nhà rất đẹp mọi người. David, I like. Mm. I fly around here, but I'm worried about tornado. Tornado? Yeah. They'll hit in town as much as they'll hit out here. Uh-huh, I'm scared. I don't like live around here. I'm scared some people come and kill me. What you laughing? They're gonna kill you. Yeah. Everybody's scared of you, Annie. I just want around. Yeah, look like a lot of house better. Em nói ổng là em không thích ở cái vùng ngoài này. Em sợ là giò rồng nó. Ở đây giò rồng lắm hả? Yeah. Khu này hả? Lâu lâu nó bị á. Nhưng mà có khi nó tan, có khi nó đánh sai vô, có khi cái nhà còn cái nền không ạ. Ghê à. Nhưng mà bảo hiểm là bảo hiểm nó lo hết không? Bảo hiểm nó lo nhưng mà mình sợ cái mạng mình á, chứ đâu có sợ tài sản. Đúng rồi. Rồi mấy lần mà đang làm cái nó dự báo cái bắt đầu cái chạy về sớm, canh lúc nào cũng canh về sớm trước nửa tiếng gió rồi nhìn sợ lắm. Chứ về nhà cái bắt đầu nằm á, cái gió vu gọi bé Tú, nơi con xuống đất với mẹ sợ ngủ lầu thổi bay lầu bay nhỏ luôn, mất tiêu luôn. Trời, cây con trai mới mất cái bạc cụ, cây con trai kìa này về Việt Nam phải cưới vợ chứ ai kết nối mới mất cái bạc cụ hai cụ bạc cụ vừa kết quá. Bây giờ cậu nó vui chưa? Cậu nó vui giỏi nè, trời ơi, giỏi, giỏi mà vui. You try anyway. No. Mà trời, cấu này mới hút, là cấu ý cấu nó muốn 30 tuổi mới có vợ, nhưng mà ý cấu nó muốn muốn lấy vợ Mỹ hay là giấy okay, vợ Việt Nam. Okay, no call, you try. Cấu nó hết vợ Mỹ và Việt Nam. Mấy đứa trung đông, mấy đứa đông. À, rồi biết Trung Đông chứ đông gì? Ừ, Trung Đông. Mấy đứa Trung Đông đẹp gái. Oh my god. Đẹp gái. But you need the play him and give him the ticket. He does, yes. Yeah. Đây là crazy. những cái mã nè, và còn mà ở Mỹ nó xây có tấm mô bia, không có nhô trên về như Việt Nam. Rồi những cái mã oh, những người. Oh, just 45 my, he crazy. Mm. But why a lot of car they also not they crazy they but yes that's right. Anh thấy không, ông chạy chậm nó chạy vượt lên nó chạy lên trên thấy ghê không?
em mới kêu ổng là mày lấy biển số nó để cho đưa cho nó cái biên bản phạt. Xe ổng đâu có camera đâu. Xe Mỹ như nó cào mà nó hâu xăng lắm nha, xe Mỹ nó hâu xăng lắm. Đây cho cái chân ông lái, cái cửa xe có cây súng, có cái bằng lái ở đó, cái bằng bắn súng. Ông nhét vào cửa xe, nhiều lúc ông đậu xe ở tiệm, ông để chìa khóa, ông kêu em kiểm tra xe ông khóa chưa, ông không có ngại. Nè xe ông là như ông nổ máy từ đầu ấy vô lên ra hay nghe nổ máy. Ông không có ngại là mất cái xe, ông không có ngại mất gì mà ông sợ ta mở cửa xe ta lấy súng. Bữa mà mình ghé nhà ổng mình chơi đó, ông đi ông dặn em là đi ra nhớ khóa cửa, quên khóa cửa ông sợ người ta lấy cái chìa khóa xe, người ta mở xe người ta lấy súng trên xe. Subway Burger King number one please, I want Bojango please. No sir, I want taco. Too big to. I just talk what I want. Don't give for me and remember, okay? No. Okay. Later, don't tell any help, okay? Okay. I need help, Andy. I need help. Come here right now. Yeah. Anh Hải, mỗi lần á, David, you said that I'll go to the park here. Go to the park? Yes. Nhưng mà hôm nay tôi cảm ơn ông cảnh sát, cụ cảnh sát Mỹ, ông chở gia đình đi ăn buffet của Mỹ. Này giờ ông đưa về đến gần đến nhà rồi. Cũng cảm ơn. Anh muốn xuống cái công viên này anh quay không? Summer á, giống như mùa hè đó. Là người ta về đây, tụi Mỹ trắng nó về đây nè, ở đây chỉ có khu này chỉ có người Mỹ vô thôi. Mễ nó cũng không thích, mà người da đen nó cũng không thích. Chỉ có người Mỹ trắng nó vô đây nó hát rồi nó nhảy đầm trong đây. Rồi mình có thể đem rượu, đem bia ra đây để bắt đầu mình ca, mình hát ngoài đây, trời nó nhảy đầm dài cái sân này luôn. Mà mỗi lần làm á, mà thường nó hay về chiều thứ năm lắm. Cứ một tháng vậy đó là nó về một lần, hai lần. Hôm lối tháng 5 nó về nhiều lắm. Mà em bận lắm, thường em làm xong cái ra cái chạy cái góp kho đậu xung quanh đây nè. Rồi bắt đầu nó nhảy đầm trong cái sân này nè. Rồi cái trên đó nó làm sân khấu nó hát. Rồi nó có nào nó có sổ số, rồi nó có đủ thứ hết á. Rồi mình tự người ta mình đem rượu đồ ra đây. Annie. Yes sir. This was a schoolhouse when I was young. This is where I went to high school. My first year in high school. High school? Yeah. In the lab, right? Right there, yes. Yeah, ông nói hồi xưa ông còn nhỏ, ông vô trường cấp 2, trường cấp 3 của ông là chỗ này nè. Phía bên đây nè, cái chỗ nhà gạch lên nè. Là ông đi học ở đó. In here. Ở đây có xe, sao có xe xét hai ba chiếc à? Dạ, yeah. Nó cũng có một cái office. Đây là nhà thờ nè. Nó cũng có cái office cảnh sát ở đây nè. Benson Police Department đây nè. Là cái office của tụi cảnh sát nó nằm đây. Mà công nhận cảnh sát sao hay ở đây, cái vụ tai nạn giao thông sao mà xe cứu lửa, xe chữa cháy rồi xe của cảnh sát rồi còn xe gì nữa, xe cứu cái nó chạy ra làm mấy chiếc xe. Chú Hải hỏi sao mà mấy chiếc xe cảnh sát ở những xe đến xe cứu thương, xe chữa cháy rồi xe ambulance chạy tới. Hey David, he wondered why, you know, say like an actress is like the ambulance, the police, and the fire department, like why all of a sudden, you know, all three just came? I don't know, but all three of them go fire, police, and rescue. And it used to not be that way, but it is now. Okay. Annie, this is Doris's house. Doris? Doris. Oh,
cái nhà này cảnh sát không nè? À, đúng cảnh sát nè. Look at that truck right there. Dang. Oh. Yeah, xe cảnh sát nè. Đó. Cái bà này bà mới vừa chết. À. Bà là khách hàng của mẹ, nhưng mà chồng của bà lại là bạn của David. That's Doris's husband's truck. Bà lấy chồng mà chồng bà lớn tuổi lắm. Chồng bà lớn, bà mấy chục tuổi. This is the this old house here in front, that's where my mother grew up. Oh, long time ago, my mother. Cái nhà đó là má của ông lớn lên ở cái nhà đó. When she was a child, this is the house she grew up in. Hồi nãy đây bà ông giải thích về cái xe làm sao không? Cái tai nạn á. Ông nói thì ông cũng cũng rõ nữa, nhưng mà ngày xưa nó chưa có vậy. Chứ mỗi lần tai nạn đâu chắc một người một đám tới đây. Giờ gọi qua là nhiều người chắc có nghĩ kiểu như là lỡ có chuyện gì đó, ví dụ như là những cái người bị kẹt trong cái xe đi, thì cái tụi của bệnh viện nó đâu có biết làm gì đâu, nên là mấy cái đứa chữa cháy nó lại nó khóa cửa xe ra, cái tụi bệnh viện lại cứu người. Cảnh sát thì kiểu như là giúp cái giao thông rồi. To this is our rescue squad. Trucks are parked in there. Emergency service, right? Yes. Mấy cái xe cứu thương á hả? Cứu hỏa rồi vậy. Ở gần nhau đúng rồi, gần sát coi xét cảnh sát này, nó phối hợp nhau đi luôn không? Mỹ ở đây nó có một cái hay, cái là nó biết giống như trong gia đình một người sinh nhật vậy đó. Cái nó để cái chữ sinh nhật ở ngoài đường á, cái nó để happy birthday người đó tên gì vậy đó. Bao nhiêu tuổi giống như mình đi ngang mình nhìn thấy rồi mình nay bờ mình chạy là mình happy birthday ta. Khi chẳng hạn như khách hàng vô cái tiệm mail của anh đi, nó nói là hôm nay sinh nhật của tao là anh, tất cả nhân viên trong tiệm đều đồng loạt phải happy birthday. Anywhere else you want to go, Annie? No, we're with my shop. Thank you so much, David. You be careful, I saw a lot of car. Stop. Ông Mỹ này, ông rất là khách, ông chở vòng vòng đi tham quan. Ông chở ông mời đi ăn buffet rồi ông chở đi tham quan. Ông Mỹ này rất là tốt nha. Ông gần 80 tuổi rồi mà ông khỏe chưa? Chỗ này buổi sáng nó là giống như cái chợ vậy anh hả? Nó ra nó bán đủ thứ. Ừ. Cái bài đây nè, nó bán đây nè. Mấy cái bà đầu cũ rồi phải không? Bà đầu họ. Dạ. Yeah. Bà đầu họ bỏ nó, rồi nó nhà ta bỏ cái nó lấy nó bán. Hey son. Hello. So what are you doing, Pops? I'm here getting ready to drop Annie off at her shop. Where are you? Yeah, doing FaceTime, just showing you clutter. Hold on a minute. I'm on my car. Let me call you right back and I'll call you back on FaceTime. Betsy here. Yeah. Betsy, she booked a 3:30. Ông trời hay chứ. Thì ông ấy vô ngay luôn. Rồi. Hán Kiều. Good to see you, Mr. High. Mr. High. Hán Kiều. Hán Kiều. Bye. Bye. Hán Kiều. Thành Kiều ông chở đi chơi. Thành Kiều ông chở đi chơi ông cảnh sát không nghe. Hiệp sĩ Bình Hải ông mời ông chở đi chơi. Vòng vòng nước Mỹ cho mọi người đó.
anh Kiều. Chị sao đóng cửa vô? Tao đóng cửa vô. Gì? Đến kèm neo mình nghe đó. Đây anh neo giờ mở cửa là mọi người đây đây rồi khách nào bây giờ rồi bay đó qua khách là mọi người gì rất là chở khách trời ha, rồi cảm ơn.